Xin chào tất cả mọi người. Thì lâu lắm rồi mới có một cái video review sản phẩm mới đúng không ạ? Thì bên cạnh Huy đây là một cái mẫu sản phẩm mới, và dự kiến đây sẽ là một cái dòng sản phẩm chiến lược cho năm 2021. Thì đây là một cái dòng loa full đơn 4 tấc chuyên sử dụng cho những cái hệ thống âm thanh sân khấu ngoài trời, và anh em nào chúng ta có thể là sử dụng cho gia đình hoặc là những cái phòng trà, phòng hát là cũng đều rất là tốt nha. Thì cái dòng sản phẩm này thì làm cái dòng sản phẩm được nhập khẩu linh kiện loa bát, loa chép và hệ thống phân tần là toàn bộ là được nhập về và lắp ráp ở tại Việt Nam. Thì toàn bộ cái cấu hình loa bát, loa chép này là do bên công ty âm thanh AD Audio nhập khẩu. Thì trong cái thời gian vừa qua thì Huy đã có tìm hiểu và thử nghiệm rất là nhiều về cái dòng sản phẩm loa bát và loa chép linh kiện của bên công ty âm thanh AD Audio, và thấy có cái chất lượng rất là tốt, cho nên là đã tiến hành là bắt tay hợp tác với lại bên âm thanh AD Audio để là phát triển lên cái dòng sản phẩm mới này. Thì dòng này thì mọi người có thể thấy là một cái thương hiệu mới đúng không ạ? AD Audio thì toàn bộ là linh kiện bát chép là của bên âm thanh AD Audio, và thùng loa là do bên công ty Huy sản xuất và phối ghép lại cho nó có cái chất lượng tốt. Thì nếu mà để nói về một cái dòng sản phẩm thì cái dòng này thì nếu như theo mọi người hay gọi thì nó là một cái dòng sản phẩm lắp ráp ở tại Việt Nam đúng không ạ? Nhưng mà cái chất lượng của cái dòng sản phẩm này thì lát nữa Huy sẽ phân tích và sẽ so sánh cho mọi người thấy được cái sự khác biệt của dòng sản phẩm này khi mà nó so với những cái dòng sản phẩm loa nhập khẩu khác cùng phân khúc giá, thì cái dòng này cái chất lượng nó lại mang lại tốt hơn rất là nhiều. Thì lát nữa thì Huy xin mời mọi người chúng ta cùng đi tìm hiểu và phân tích nha. Ok, bây giờ thì để Huy giới thiệu về cái cấu hình loa bát và loa chép cho mọi người chúng ta được hiểu rõ hơn nha. Rồi, xin mời mọi người lại gần đây để mình cùng xem cái kết cấu của cái dòng loa full đơn 40 AD mới này. Thì đây là một cái dòng thiết kế mới được sử dụng là cái loa bát và loa chép cũng như là hệ thống phân tần và cái thùng loa mới hoàn toàn do bên công ty âm thanh AD Audio nhập khẩu. Thì đây là loa bát này mọi người. Đây là một cái dòng loa bát 40 bát neo. Dòng này thì Huy đã có một cái video review ở trên kênh YouTube AD Audio rồi. Thì những anh em nào chúng ta chưa xem thì mọi người có thể là truy cập vô kênh YouTube AD Audio để là xem lại cái video Huy đã review cái dòng sản phẩm này rồi nha. Đây là cái bát 40 màng bóng chống thấm nước, rất là đẹp đúng không ạ? Đây là phần phía sau này. Phía sau đây thì màng là màng sợi thủy tinh ha mọi người. Đó, kết cấu một cái hình thức rất là đẹp. Và đây là cái loa chép. Đây là dòng chép Nelby 850. Dòng này thì sử dụng cái côn dẹp ha mọi người, do bên công ty âm thanh AD nhập khẩu, có cái chất lượng tốt, tiếng rất là sáng và đi xa. Đó, thì một cái cấu hình loa bát, loa chép rất là chất lượng rồi, nhưng mà mình lại phải cần thêm một hệ thống phân tần chuẩn nữa. Đây là cái dòng phân tần W215, một cái dòng phân tần cao cấp chuyên sử dụng cho loa array hoặc là những dòng loa full đơn cho cái chất âm rất là hay. Với nghĩa là nó cân bằng được cái giải tần số, cân bằng giải bát, giải trung và giải chép, và hệ thống chống cháy chép lên tới 95% đó cho mọi người. Thì những anh em chúng ta đi làm âm thanh sân khấu ở ngoài trời thì mọi người rất là e ngại cái vấn đề là cháy chép đúng không ạ? Tại vì cái vấn đề hú rít nó sẽ gây ra cháy chép rất là thường xuyên. Nhưng mà đối với cái dòng phân tần W215 này, nó sẽ cân bằng được tần số, nó hạn chế hú và chống cháy chép cho mọi người 95%, gần như là tuyệt đối rồi, rất là tuyệt vời đúng không ạ? Ok, thì đây là toàn bộ là cái kết cấu của cái dòng loa full đơn 40 AD mới này. Thì đây là cái lô hàng đầu tiên và bên Huy đang tiến hành là lắp ráp ở đây ha, và chuẩn bị là cho ra mắt. Và cái ưu điểm của cái dòng loa này thì đầu tiên mọi người có thể thấy là đây là cái mẫu loa rất là đẹp đúng không ạ? Hình thức nhỏ gọn và kết hợp với lại cái loa bát và loa chép neo, thành ra nó rất là nhẹ, chúng ta dễ dàng vận chuyển để làm show. Và cái đặc biệt, cái quan trọng nhất của cái dòng loa này đó là nó sử dụng cái hệ thống loa bát, loa chép mới kết hợp lại phần tần W215, nó tự động cân bằng tần số âm thanh, thành ra nó cho ra một cái đáp tuyến của loa rất là đẹp, đầy đủ giải từ giải bát, giải trung và giải chép, rất là đẹp. Thì khi mà một cái loa nó đủ giải như vậy rồi thì tiếng mic của nó rất là thoát, hát rất là nhẹ, và dùng ở ngoài trời thì tiếng đi xa và không bị xé tiếng nữa đó. Và hình thức thì mọi người có thể thấy này, hình thức nó làm rất là đẹp, từ những cái đường lưới bắt với thùng loa mọi người có thể thấy nó rất là khít đúng không ạ? Ok, và hai bên hông thùng thì có hai cái tay sách ở đây, và phía sau thì nó trang bị cho mọi người là hai cái tay nắm nữa, một cái ở bên trên và một cái ở bên dưới như thế này, và ở chính giữa là một cái cổng chạm loa có hai đầu jack speaker để cho mọi người có thể là kết nối dây loa. Ok, bây giờ thì xin mời mọi người chúng ta cùng đi phân tích và tìm hiểu chi tiết về cái đáp tuyến của cái loa AD mới này nha.
Thì hiện tại đây thì Huy đã chuẩn bị một chiếc loa phun đơn 40. Dòng này là nhập nguyên con ha mọi người. Thì mọi người nhìn qua thì cái hình thức của nó gần giống mẫu Nestle nha. Cái hình thức của nó là gần giống mẫu loa của Nestle nhập nguyên con tại China. Thì hôm nay thì bây giờ là mình sẽ đo cái đắp tuyến của chiếc loa AD40 bên này và chiếc loa phun đơn 40 nhập nguyên kiện từ China này, và mình sẽ đo và mình sẽ so sánh và phân tích nha. Rồi, và đầu tiên thì Huy sẽ đo cái đắp tuyến của cái loa phun đơn 40 nhập này ha. Bây giờ xin mời mọi người nhìn lên cái màn hình máy tính ở đây. Ok, bắt đầu mở này. Rồi, trên màn hình máy tính thì bây giờ nó đã hiển thị cái đắp tuyến của loa rồi. Rồi, để Huy lưu lại. Ok, thì trên đây mọi người có thể thấy đây. Cái dải màu xanh đây chính là cái đắp tuyến của loa. Thì mọi người có thể thấy cái đắp tuyến của loa nhập này. Đây là Huy để cái mức cân bằng ha. Đó. Thì nhất là cái phần bát ở đây thì cũng khá là ổn. Phần bát khá là ổn. Nhưng mà cái phần mic mọi người có thể thấy là cái phần tiếng trung giải từ 400 cho tới tới đây là tầm 1k. 400 cho tới tầm 1k là nó bị thiếu. Mọi người có thể thấy ạ. Nó bị lõm xuống cái phần này, từ 400 đến 1k nó bị thiếu cái giải trung và cái giải chép ở bên này. Đây, cái đại chép của nó thì lên khá là cao ha mọi người. Đó. Nếu mà nó cân bằng thì nó sẽ nằm ở phần dưới này. Còn đây mọi người có thể thấy là cái đại chép lên khá là cao. Thì cái loa này thì phần bát khá là ổn, phần mic thì hơi thiếu và phần chép thì lên khá là cao nha. Bây giờ là Huy sẽ thử tiếng mic cho mọi người nghe. 1, 2, mọi người nghe cái tiếng mic của nó nhé. 1, 1 giải bát này, 1, 1 giải bát đủ đúng không ạ? Tiếng trung đấy. 5, 5, 4, 5, 5 tiếng trung mọi người có thể nghe thấy là nó hơi bị thấp với đại trung xuống đúng không ạ? Và cái tiếng chép lên cao thì thành ra là nó dễ bị hú micro, dễ hú ha. 1, 2, 4, 5, 6 đó. Ok, bây giờ thì mở một đoạn nhạc cho mọi người nghe thử cái chất của cái loa này phát ra nha. Một đời lênh đênh trắng tay, yêu em nhiều bao năm lại cười. Sợ mình mấy kinh thương đâu, khi đời mình nghèo khó mãi. Để rồi hôm nay xót xa khi nhìn người mê kiếp xa hoa. Con nước trôi đưa con thuyền nơi đâu là bên. Rồi, ok, bây giờ thì tiếp tục là Huy sẽ cho cái loa phun đơn 40 AD mới lên đây và đo đắp tuyến và sẽ test thử cho mọi người nghe nhé. Rồi, ok, bây giờ xin mời mọi người chúng ta tiếp tục là nhìn lên cái màn hình máy tính nha, để xem cái đắp tuyến của loa. Rồi, bắt đầu lên rồi ha mọi người. Đó, hiện tại thì trên màn hình máy tính đây là cái đắp tuyến của loa. Rồi. Đây thì mọi người có thể thấy là trên cái màn hình máy tính một cái dải màu đỏ đây đúng không ạ? Một cái đắp tuyến của loa khá là đầy, từ dải bát này, dải mic và dải chép mọi người có thể thấy là gần như là một đường thẳng luôn rồi đúng không ạ? Không có dải nào lên và không có dải nào xuống. Tiếng chép đây mọi người có thể thấy tiếng chép rất là đẹp, không có lên quá cao và đắp tuyến rất là đều đúng không ạ? Từ dải bát, dải trung, dải chép. Ok, bây giờ là Huy sẽ test thử tiếng micro nhé. 4, 5, 6 1, 2 1, 2 4, 5, 6 mọi người nghe nhé. 1, 1, 1 dải trung này, 5, 5 chép này, 6, 6, 4, 5, 6 thì đối với cái dòng loa AD này á, thì mọi người có thể nhìn vô cái đắp tuyến là nó đủ dài đúng không ạ? Từ dài dài bát này, dài mic và dài chép nó đủ, nó đầy, thì thành ra cái tiếng của mình nó nói thì nó rất là thật đúng không ạ? Tiếng chép nó nhuyễn, không bị xé và nó cũng hạn chế hú rất là nhiều. 4, 5, 6 lên rất là tuyệt vời. Ok, bây giờ để Huy thử một bản nhạc ha. Một đời lênh đênh.
đành trắng tay yêu em nhiều bao năm ngại cưới. Sợ tình ngày kinh thương đau khi đời mình nghèo khó mai sau. Để rồi hôm nay xót xa khi nhìn người mê kiếp xa hoa. Con nước trôi đưa con thuyền nơi đâu là bên. Thì như mọi người mới thấy là bên Huy đã đo đắt tuyến và phân tích hai cái sản phẩm như là loa Fulton 40 AD mới và cái dòng loa Fulton nhập khẩu, đúng không ạ? Thì cái dòng mà Fulton 40 của AD thì nó cho cái chất lượng gần như là vượt trội hơn rất là nhiều so với dòng loa nhập. Thì mà cùng một cái phân khúc giá như thế này á, mà để mà kiếm được một cái dòng loa, kể cả dòng loa nhập nha, mà có cái chất lượng tốt như cái dòng AD thì phải nói là rất là khó, rất là khó khăn. Ok, bây giờ thì để Huy test thử một cái bản nhạc, hát thử một đoạn cho mọi người nghe thử thực tế là khi mà mình mở nhạc và mình hát tiếng micro xem nó có rõ và tiếng có thoát, có bay không nha. Ok, bây giờ thì Huy sẽ test thử một chiếc loa 40 nha, một chiếc loa 40 AD không có sub. Ừ thôi em yêu ơi, ngày mai ta xa nhau rồi. Từ nay những ký ức sẽ ở lại bên ai. Giờ xin giữ mãi những tiếng ngọt ngào, dịu dàng ấm êm em trao lời yêu. Vì lời yêu đó sẽ mãi giữ ấm cho tâm hồn ai. Đường em đi hôm nay sẽ vắng bóng anh đi cùng. Chẳng còn những tiếng nói hằng chuyện trò bên em. Giờ còn lại đây giây phút thật buồn. Giờ mình phải chia tay trong nước mắt. Một lần sau cuối xin tiễn người đi về nơi chốn xa xôi. Vì con tim anh yêu em nên sẽ không cần phải hứa đâu em. Và anh luôn tin đôi ta tuy xa nhau vẫn nhớ nhau. Phút giây vui buồn nào được bấy lâu, vẫn luôn nguyện cầu chọn đời có nhau. Và tình yêu em trao anh sẽ thêm sắc cho niềm tin. Vì con tim anh yêu em nên sẽ không cần phải hứa